chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com học khu Huntington Beach Union High School District free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Như Hiền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần ngày hôm nay ngày thứ Bảy, ngày 11 tại tháng 3 năm 2023 trên hệ thống của Đài truyền Lido Sài Gòn TV băng tầng 56.10, 16.11, trang nhà Lý đô Sài Gòn TV.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên Youtube và Facebook. À, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì trong chương trình cuối tuần, à, và Lê Thái vẫn tiếp tục gặp gỡ quý vị và xin gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình cũng như là em gửi lời chào đến chị Như Huyền, chị khỏe không? chị khỏe cảm ơn Để lê vâng. thái chào lê thái thưa quý vị hôm nay tháng 3 rồi nhìn à. cái áo của lê thái là quý vị biết thấy mùa xuân đang đi tới phạm thưa quý vị dạ vâng. và ngày hôm nay chủ nhật quý vị mùa xuân đã đến rồi mùa xuân đã đến à, rồi chưa phải đang đi nhưng tối. mà nó <laughs> tới một vẫn còn rồi. lạnh đấy chứ vẫn còn dạ lạnh rồi. đó phạm, thưa quý vị dạ vâng. như chưa có thấy hoa nở nơi <laughs> có có một vài bông hoa nở uh, cúc của bạn thọ sao? hoa mai nó đã nở rồi <cười> <Mà> <cười> tới những cái vùng Mà đi lên phía north của Los yeah. Angeles Thì vẫn còn tuyết rất là nhiều Thưa quý vị yeah. Thì tất cả ai cũng mong đợi cái mùa xuân Có cái mùa hoa như là áo của Lê Thái như vậy Thưa quý vị mà quý vị nhớ hôm nay Tuần này Chủ nhật là nhớ đổi giờ nghe Thưa quý vị Ví dụ 2 giờ thì quý vị vặn đồng hồ lên 3 giờ Là cái đổi giờ vào đúng ngày Chủ nhật 2 giờ sáng Thì quý vị phải vặn đồng hồ lên 3 giờ Nhưng mà thường thường iPhone của mình Và tất cả những cái mà tự động á, Thì ở trên đài, tượng, đài khí tượng thì nó cũng đã tự đổi hết rồi nhưng mà như là giống như là microwave những cái ở nhà mà mình samsung, phải tự samsung samsung đổi nó đổi samsung cũng oh, đổi oh, cái oh, gì oh, mà yeah. nó nối vô trong cái tổng đài là dạ nó vâng. tự đổi hết thưa quý vị như nhưng iphone là tự động đổi tự động dạ vâng. đổi còn chỉ có khi ở nhà mà cái microwave của mình rồi mấy cái đồ mà mình tự động <cười> <cười> cái đồng hồ của mình thì mình phải tự đổi không xe cũng vậy luôn xe cũng đi phải làm. tự đổi đồng yeah. hồ phải tự đổi phải Không phải. thôi là đi làm trễ Đúng dạ vâng Ờ, thì cách Việt Nam thì gì bây giờ hiện giờ thời điểm bây giờ thì chúng ta đang buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta chỉ cách Việt Nam cách giờ Việt Nam khoảng 3 tiếng đồng hồ thôi. Uh -huh. à, mà ngược ngược múi giờ nha quý vị. Nhưng mà à, sang buổi tối ngày hôm nay qua ngày mai thì thời gian sẽ đổi là rút ngắn lại còn chúng ta gọi về cho người thân chứ khoảng là hai giờ đồng hồ mà thôi. À hay gọi cứ... về Việt Nam đúng không? Vẫn <laughs> <laughs> người nhà mình vẫn còn ở đó thì mình vẫn gọi về hỏi thăm bà con thân bằng quyến thuộc vẫn ở đó thì mình vẫn còn gọi về thăm em đâu có mất gốc đâu. Em vẫn là người Việt Nam, vẫn là con người đúng. của dân tộc Việt Nam mà đi đến đâu chúng ta vẫn yêu dân tộc việt nam đúng không nè đúng rồi bây giờ mình có đi đâu đi chăng nữa thì mình cũng là người của việt nam thảm thưa quý vị dạ vâng và tôi <laughs> không biết là ngày hôm nay chị như huyền em nghĩ là chị như huyền có muốn định remote một cái một cái gì đó rất đặc biệt trong buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị à, đang nói tới mùa xuân thì dường như đang nói tới mùa hè mùa hè này cái bộ phim được ra mắt mà trong đó có jackie Chan đóng tức là lòng voice lòng tiếng ở trong đó là thưa quý vị quý vị biết jackie Chan là một trong những diễn viên à, thời đại nổi tiếng từ mọi thời đại hết ai cũng biết hết thế được rằng sẽ được ra rạp vào ngày 4 tháng 8 năm 2023 vào mùa hè này. Thì cái bộ phim này gọi là bộ phim Teenage Mutant Ninja Turtle là phim Ninja Rùa đó thưa quý vị dịch ra tiếng Việt thì tóm tắt của bộ phim này đó là sau nhiều năm được che chở khỏi thế giới loài người thì anh em nhà rùa bắt đầu chiếm được cảm tình của người dân New York và được chấp nhận như những thiếu niên bình thường thông qua những hành động rất là anh hùng. Người bạn mới của họ là April O'Neil đã giúp họ đối đầu với tập đoàn tội phạm bí ẩn nhưng họ đã sớm vượt qua được chúng khi một đội quân dị nhân tấn công những người anh em này thì cái bộ phim rất là hấp dẫn quý vị lên trên YouTube sẽ có cái trailer đã chiếu bộ phim này và lòng tiếng là một trong những diễn viên rất là nổi tiếng đó được là vâng. Jackie Chan à. nói đến cái uh, nhân vật mà Ninjaro thì uh, nó gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người À, nhất là cái lứa tuổi của Lê Thái hoặc là trở lên đó thì chúng ta hay thường đọc cái chuyện mà Ninja hồi xưa rồi những cái bộ phim hoạt hình nó không có được hay giống như bây giờ đâu nhưng mà nếu như quý vị nào chúng ta có thời gian thì mùa hè này bộ phim này sẽ được ra mắt thì chúng ta sẽ đến rạp để mà xem cái bộ phim này ừ. à, do cái tài tử mà Jackie Chan hay chúng ta hay gọi nôm na cái tên tiếng Việt á, là Thành Long ừ. sẽ uh, lồng tiếng trong bộ phim này. Kết thưa quý vị trong chương trình ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin cũng uh, vô cùng ý nghĩa uh, nhắc đến loài bạch tuộc thì uh, À, nó ngoài ra ngoài là một cái con vật vô cùng thông minh thì Bạch Tục cũng là một trong những cái con vật mà à, chúng ta làm được rất là món rất là nhiều món ngon đúng không à, ở ngoài chợ Hàn Quốc hay là không chợ không... À, cái con nào cũng liên quan đến đồ ăn và <laughs> thật sự là thượng đế tạo ra những con vật để chúng ta ăn ngoài trừ con chó con mèo những cái con mà chúng ta nuôi thôi còn ngoài ra mấy con con nào mà nuôi được mà lớn lên được thì ăn được thôi theo quan niệm của đế thái nhưng mà à, con, con chó nào không? thái cũng ăn <laughs> nói người ta nói em nữa kính à, thưa quý vị à, người ta thường hay nói là đôi lúc có những người người ta vô tâm thì chúng ta hay dùng từ là con người không có trái tim đúng không nhưng mà nói đi nó lại dùng cái từ đó là nôm na giống như một cái nghĩa bóng là nói về cái người đó họ nhẫn tâm họ không có quan tâm thôi nhưng mà nói đúng ra thì con người vẫn có một cái trái tim bên trong cái lòng ngực nhưng riêng con bạch tuộc em đối chị là con bạch tuộc nó có bao nhiêu trái tim nè ba trái tim sao Đột chị biết? Nó có nhiều trái tim đó. Tại vì hồi nãy, hồi nãy chị đọc lén của em đó. dạ vâng, kính thưa quý vị. Em, lương, em gửi cho chị, chị đọc lén. Đó. dạ vâng, kính thưa quý vị. ngày hôm nay thì à như quý vị cũng biết là con bạch tuộc là một trong những cái con động vật gọi là một cái loài mà gọi. Uh, hải sản mà nó bơi dưới biển nhưng mà ít khi nào chúng ta biết được là bạch tuộc nó có ba quả quả tim thưa quý vị đây là một cái loài sinh vật rất là phức tạp với cái trái tim nó bơm cái máu xanh đi khắp cơ thể và nó thậm chí là có thể ngừng đập trong một cái thời gian rất là dài trong nhiều giờ đồng hồ và theo nhà sinh vật học là Kurt Op Hank tại trường đại học Wala Wala của Hoa Kỳ thì mỗi cái con bạch tuộc nó có tới 3 trái tim và điều này cũng đúng với cái họ hàng gần nhất của chúng là con mực ống và con mực nang. Đây là những cái con vật mà có những cái trái tim lớn và rất là mạnh mẽ, được gọi là hệ tim thống nằm ở giữa cái cơ thể của những cái con bạch tuộc này và nó bơm máu chứa oxy đi khắp cơ thể nhưng không đến cái mang và hai cái trái tim còn lại của con bạch tuộc thì tương đối nhỏ hơn cái trái tim trái tim mà Lê Thái mới nói nó còn được gọi là cái tim nhánh và mỗi cái tim nhánh gắn vào một trong hai cái mang của con bạch tuộc nhằm cái mục đích mà để bơm máu qua mang vì vậy chúng còn được gọi là tim mang và tại sao con bạch tuộc là nó cần đến qua ba quả tim thưa quý vị đó là một cái vấn đề là do con bạch tuộc nó bị cái huyết áp thấp thưa quý vị à, đây là một trong những lý do cũng giống như con người vậy con người của chúng ta thì tim có bốn ngăn À, chúng ta có tâm tâm nhĩ phải và tâm dị trái, à, tâm thức phải và tâm thức trái và nhiệm vụ của những cái tâm đó là bơm máu từ các uh, oxy từ các tĩnh mạch vào phổi và giúp cho phổi của chúng ta có nhiều oxy và thoát ra ngoài ở áp suất thấp và sau đó là nó cũng có gửi oxy đi khắp cơ thể của chúng ta nhưng riêng con bạch tuột có nhiều trái tim bởi vì là nó cũng tương tự như trái tim của con người trong nghiên cứu năm 1962 thì người ta cho biết rằng trái tim của loài bạch tuộc khổng lồ ở Thái Bình Dương có thể ngừng hoạt động hoàn toàn trong thời gian dài khi chúng đang nghỉ ngơi. Thay vào đó thì tim mang thì nó đã làm tất cả những cái công việc còn lại thay vì cái con con tim chính của con bạch tuộc và ngoài cái trái tim của bạch tuộc cũng dừng lại một lúc khi mà chúng bơi và không ai chắc chắn và không không ai hiểu tại sao mà những con bạch tuộc nó lại có những cái quả tim nhiều như vậy và nó lại có thể nó ngừng đập rất là nhiều trong cái thời gian rất là dài và đặc biệt là máu của con bạch tuộc là nó có màu xanh lam thưa quý vị và bạch tuộc nó sử dụng cái hệ thống là protein gốc đồng gọi là hemocasein để vận chuyển oxy trong máu và thay vì cái protein gốc sắt gọi là cái hemoglobin như ở con người của chúng ta và đây là một trong những thông tin mà lê thái thấy vô cùng thú vị trong ngày hôm nay à, em nghĩ rằng rất là nhiều người cũng chưa biết là con bạch tuộc nó có đến ba quả tim đúng chị không chị biết mà chị biết hả ừ. wow chị giỏi quá bởi vì chị đọc cái tin của em luôn gian lận đồ gian lận làm tự nhiên cái câu hỏi của lê thái nó mất ý nghĩa từ bên đây mà nghĩ qua bên đây luôn em, tuyệt tình luôn em muốn em muốn chị là không đọc tin của em gửi Đúng tin mình. cho nhi thì chị phải đọc cái đó là Đúng thái mình. là phải khen chị là đã chuẩn bị tin đã đọc tin của em Đúng. Đúng. cảm ơn lê thái rất là nhiều bản tin rất là thú vị thư quý vị và cũng nhờ đọc bản tin của lê thái như mới biết rằng là cái con bạch tuột Ờ, con mực nó có tới ba trái tim mà khi nào mà đem về ăn thì rạch nó ra mình coi kiếm trái tim của nó nằm ở đâu em nghĩ không cần rạch đâu mình cứ mình cứ việc mình xào cà chua mực rồi cần rễ với hành mình xào lên mình và cơm vô mình ăn sáng, thôi chứ không cần phải đi coi sớm đi. rồi Lê Thái làm đói bụng quá đó. cảm ơn Lê Thái rất dạ là vâng. nhiều thưa cái vị cái câu chuyện vào cái câu chuyện này như Huyền với Lê Thái cũng đã đưa đến quý vị vào năm ngoái thì vào tháng 2 năm 2021 của Lady Gaga đã làm mất một cái con đã bị đánh cắp một cái con chó bulldog mà cô ta đang uh, quý vị thấy trên màn hình nó rất là dễ thương nhưng sau đó là đã được kiếm lại nhờ Jennifer McBride uh, thì cô ta cái người này trở lại cái câu chuyện nguyên một cái câu chuyện đó thì lúc đó có hai người đàn ông nhảy ra khỏi chiếc nissan màu trắng và đối mặt với fisher là một trong những người mà phụ tá của lady gaga thì cái cuộc tranh đấu xảy ra thì anh ta bị bắn và người ta đánh cắp một con chó và sau vài tuần đó thì mcbride đã bị bắt vì cô ta đã gọi Lady Gaga để mà kiếm được con chó và lấy lại là để mà được tiền thưởng là 500 000 đô la Nhưng mà cái câu chuyện hơi mà điều tra ra Thì cái cô này này, cô Jennifer này này Có liên quan tới hai người đàn ông mà đánh cắp cái con chó này Tức là cô ta thông đồng đánh cắp cái con chó này để lấy tiền thưởng Thì sau đó cô ta cũng bị đi tù khoảng chừng là hai 2 đi tù hạn một năm cho tới một năm mấy thì vừa rồi cô ta ra tù thì cô ta lại kiện lại Lady Gaga là tự vì không trả tiền 500 trăm ngàn cho cô ta mặc dù cô ta đã gọi là đưa con chó theo cái lời hứa thì hiện tại Lady Gaga vẫn không bình luận cái câu chuyện đó mà quý vị thấy có phải vô lý không <laughs> đi ăn cắp chó của người ta xong rồi trả lại bây giờ đi vô tù ở đi ra rồi lại kiện người ta không chịu đưa tại 500 trăm ngàn à, tại vì Lady Gaga đã hứa rồi có nghĩa là không còn hứa là cái người đó đánh cắp hay không hứa là cái người nào mà báo cái thông tin đó thì được 500 trăm ngàn thì cô báo thôi còn cái chuyện đằng sau đó thì khoan giải quyết đã cô khô hả cô đã hoàn thành cái, cái cái quá trình mà cô đã ở trong tù rồi thì giờ cô ra cô kiện là tại sao mà cô đã nói thông tư đó mà không đưa 500 trăm ngàn có lý à chứ. cũng có lý chứ dạ vâng và kết thúc quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần một cà phê sáng của tuần nhiên và lê thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng ta sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Truy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng. Sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sức khỏe là vàng dược thảo PLS giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. À, thưa quý vị có bây giờ quý vị nghe một cái bản tin nào mà một anh chàng đi dạo ngoài đường thôi mà chồng cầm trong bịch á cái bịch giống như là cái bịch rác vậy đó nhưng mà trong đó là xác ướp người tức là một cái xác chết nó nằm trong đó quý vị thấy ghê không lê thái có bao giờ mà mình nghĩ tới cái đó người ta đi tân tân ngoài đường vậy đó, nhưng mà ở trong cái bịch lại là xác ướp thì vừa rồi một cái xác ướp này nhưng mà cái xác ướp này không phải là giết người hoặc là mới đây mà cái xác ướp này là 800 năm rồi thưa quý vị 800 tuổi đã được tìm thấy trong một túi giao hàng ở peru thì các nhà chức trách ở quốc gia Nam Mỹ cho biết ở phía Nam Mỹ thì xảy ra biết bao nhiêu là chuyện những cái chuyện này xảy ra và các bức ảnh này đã được Tổng cục Văn hóa của thành phố Puno ở phía đông công bố và bột xương ở vị trí nằm như một cái bào thai như vậy. Nằm trong một chiếc túi màu đỏ có lớp lót bên trong phản chiếu được sử dụng như là một cái công ty đi, một cái bịch mà đi giao đồ ăn như vậy. Và Tổng cục cho biết theo một tuyên bố của tuần vừa rồi là cái thi thể này là một nam được xếp ước khoảng từ tới 600 đến 800 tuổi. Người đàn ông địa phương nói với TV rằng cái thi thể mà anh ta gọi là Junita đã thuộc về anh ta và đêm ngủ anh ta nằm ôm cái thi thể này nữa. Thấy ghê không thưa quý vị? Và người đàn ông được xác định là Julio Caesar đã bị bắt giữ và cơ thể này, cái đồ này sẽ được đưa vào viện bảo tàng của nhà nước theo duy luật di sản của quốc gia nhưng mà cái người đàn ông này không biết đào ở đâu ra thì được một cái di sản đó đó cũng là một trong những cái báu vật của quốc gia đó thưa quý vị nhưng mà để mà đêm ngủ nằm ôm mà thích như vậy thì cũng hơi ghê hả ờ, báu vật quốc gia nhưng mà em nghĩ là đây là một cái xác ướp mà nó đáng giá đáng giá rất là nhiều tiền không bán được luôn không mà. bán được luôn mà tại vì đây là cái tài sản quốc gia thành ra là người ta quý giống như vàng là đúng rồi ờ, nói đến cái ngày hôm nay thì ngoài cái bản tin xác ướp này thì chúng ta thấy rằng nó nó quý giá so với những cái nhà khảo cổ người ta đưa ra ừ. thì uh, ngày hôm nay Lê Thái hỏi chị nhiều hơn một câu chắc là chị em không cho chị coi nữa <cười> <cười> em uh, ngoài vàng uh, kim cương và một số mà cái um, gọi là một cái cái hợp chất những cái chất mà Lê Thái đã đưa trong những cái trường bình trình mà uh, cà phê sáng lúc trước ừ. thì chị nghĩ là có cái chất nào nó mắc hơn vàng nữa không có có một loại chất trong đó mà nó mắc hơn vàng cái chữ đó nó bằng đầu bằng chữ J gì đó để cho bây giờ lê thái cứ đọc ra cái đây chữ giờ là ta. sai rồi là kiểu, kiểu mà đọc bản tin của người ta mà đọc không kỹ <laughs> nhớ lộn cái chữ luôn thưa quý vị cái thưa quý vị nghe. là một cái loại kim loại vậy đó đúng dạ không? nó là một cái loại kim loại một loại hợp chất thưa quý vị à, chúng ta cứ nghĩ rằng là vàng là một trong những loại kim loại nó, hiện kim mà nó rất là giá trị đúng thì vàng hiện nay vẫn là một trong những loại kim uh, kim loại mà loại kim huyệt kim mà vô cùng giá trị thưa quý vị giá vàng hiện nay là một tám trăm năm mươi mỹ kim một ounce nhưng ngày hôm nay lê thái đưa đến quý vị một cái loại kim loại nó đắt giá hơn gấp 10 lần cái vàng và đây là một cái hợp kim mà uh, nó rất là gọi là sao được đánh giá vượt trội về cả giá thành lẫn cái độ hiếm của cái hợp kim này đó là rhodium đây là một cái trong những cái loại kim loại hiếm và đắt nhất thế giới và cái rhodium thưa quý vị nó có thể dùng làm chất xúc tác lý tưởng với khả năng mà nó chịu nhiệt và chống oxy hóa, chống mòn rất là cao. Và giá của các loại kim loại không giống nhau tùy thuộc vào cái nhu cầu và cái khả năng tiếp cận của nó với cái thị trường và cái nhu cầu của nó với những cái người mà người ta cần nó. Do đó thì cái tính linh hoạt và khả năng dẫn điện cũng như là cái độ bền và cái vẻ ngoài đẹp mắt của loại kim vàng của loại kim loại này đó, nó là một trong những cái loại mà đắt nhất thế giới. Và hiện nay thì uh, cái giá mà của một cái ounce rhodium nó dao động ở mức khoảng là từ 10.300 mỹ kim một ounce. Và rhodium nó không dễ phản ứng với oxy và khiến nó trở thành một cái loại kim loại vô cùng quý và cái chất xúc tác lý tưởng chống lại cái sự ăn mòn và oxy hóa. Và với cái độ cứng tổng thể và cái điểm nóng chảy cao là đến 1964 độ C thì nó mới tan chảy, nó mới nóng chảy, đó là cái độ tan chảy của nó. Do đó rhodium thuộc loại là nhóm bạch kim cùng với các loại kim loại bạch kim như là palladium, osmium, iridium và ruthenium. Đây là những cái khả năng chịu được nhiệt độ nước nhiệt độ cao không khí lên tới 600 độ C cũng như là không tan trong đa số axit khiến cho cái chất mà rhodium này nó rất là hữu dụng cho cái công nghệ mà người ta chế tạo ô tô, máy bay hay là công tắc điện hoặc là những cái loại mà dây điện trở và cặp nhiệt nhiệt điện độ cao và cái rhodium này hiện diện với cái mật độ là khoảng 0,000037 ppm tức là cái 1 ppm thưa quý vị nó bằng là 1 mg trên 1 kg cái trong cái vỏ trái đất của chúng ta và còn vàng nó dồi dào hơn nhiều là khoảng là 0.0013 ppm nhưng mà cái loại mà rhodium này là 0 0.0000037 ppm có nghĩa là nó rất là giá trị và nhà hóa học người Anh là William Hyde Wollaston đã phát hiện cái rhodium vào năm 1803 và ông đã chiết xuất cái nguyên tố này từ một mẫu quặng bạch kim từ Nam Mỹ và cái sự việc này nó đã diễn ra không lâu sau khi mà ông Wollaston này phát hiện một cái kim loại thuộc nhóm bạch kim khác đó là cái chất mà palladium. Rhodium này được tách từ những cái mẫu quặng của Wollaston bằng cách là loại bỏ bạch kim và palladium để lại một cái loại bột màu đỏ sẫm thưa quý vị và cái loại bột này nó qua quá trình xử lý bằng cái khí hydro làm lộ ra cái kim loại quý là rhodium này và cái kim loại rắn này nó có màu trắng bạc với tên gọi bắt nguồn từ là Rodin, có nghĩa là hoa hồng trong tiếng Hy Lạp. Và tên gọi này nó gợi nhắc đến cái màu đỏ của muối kim loại. Và theo số liệu thống kê năm 2019 cho thấy rằng là gần 90% có nhu cầu rhodium đến từ lĩnh vực sản xuất bộ chuyển đổi xúc tác. Đây là một cách sử dụng khá khác thường với một cái loại kim loại đẹp mắt và thuộc nhóm quý hiếm nhất trên thế giới mà lại Thái đưa đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị, từ khi mà TikTok ra đời thì có rất nhiều ngôi sao, gọi là ngôi sao TikToker, rất là nhiều nổi tiếng tới 4 triệu người xem. Thì hôm nay như đưa đến cho quý vị một cái bản tin một cô gái tên là Taylor Frankie ở trên màn hình. Quý vị thấy 28 tuổi vừa rồi bị buộc tội, à, hai tội danh bạo lực gia đình do mà trong đó có sự chứng kiến của đứa trẻ. Và khi mà cô ta đánh người đàn ông này là quăng tới cái ghế thứ ba thì trúng đứa trẻ con của cô ta và theo tuyên bố của cảnh sát, Paul và bạn trai của cô gái này đó là Frankie Frankie Paul đã tham gia trong cái một cuộc tranh cãi với nhau rất là kịch liệt. Cuộc tranh cãi tiếp tục, Paul đã ném chiếc ghế kim loại nặng vào Mortison đó là bạn trai của người của cô gái này. Con có, có một lỗ hỏng trên tường sau đó là ném chiếc ghế thứ hai nữa lại không trúng thì đứa con gái 5 tuổi đứng gần người bạn trai của cô gái này thì tới chiếc ghế thứ ba lại ném trúng đâm vào đầu của đứa bé 5 tuổi rất là đau. Và theo tuyên bố bằng chứng video cho thấy đứa trẻ 5 tuổi có nghe thấy họ nghe cái tiếng khóc ở phía sau tiếng khóc thét của đứa trẻ và Dakota báo cáo rằng là người bạn trai của cô gái này báo cáo rằng là quân ông ta rất là sợ cô gái này rất là dữ và rất là sợ tới cái tính mạng của mình. Và Paul chia sẻ tức là cái người đồng bà này là TikToker là, là nếu mà quý vị lên TikToker xem cô gái này thì cô gái một hàng ngày cô ta cứ show những cái bức ảnh như là uh, xếp đồ, xếp đoàn hoặc là tiếng Anh nó gọi là uh, Swinsoft Soft. Uh, uh, một trong những cái tiếng anh mà không biết dịch ra làm sao thưa quý vị đó là Swinsoft thì giống như là cô ta chỉ xếp đồ xếp đoàn những cái chuyện hàng ngày bình thường thôi mà rất nhiều người theo thưa quý vị và bên cạnh đó thì cô ta trước đó cô ta đã có lấy chồng rồi nhưng mà vợ chồng với là chồng của cô ta bị ly dị thì sau khi ly dị cái tinh thần của cô ta bị trầm cảm bị dữ dằn, bị rất là nhiều và quen với người đàn ông này thì cô ta đã uh, lên bị violence và cô ấy đã tích lũy được hơn 4 triệu người theo dõi. Kể từ đó cô ta đăng ảnh về sức khỏe tâm thần của mình, rồi cái depress của mình tức là bị uh, bệ bệnh trầm cảm của mình rồi show hai đứa con của mình thì vừa rồi cô ta đã bị vô trong tù nhưng mà chưa có cái comment gì và chưa có cái ý kiến gì và dự kiến này sẽ vào, ra tòa vào ngày 21 tháng 3. Wow nhưng mà đụng đến uh, cái gì chứ mà bên đụng đụng đến trẻ nhỏ thì em thấy là có, uh, con của chính con mình à? của chính mình nữa uh, một số ngôi sao Tiktok em nghĩ là đây là cô cũng không có cố ý đúng không chị cũng là vô tình hay là sao cố tình tại vì đứa trẻ nó đã đứng sau rồi quăng hai chiếc ghế tức là ừ. quăng chiếc ghế đầu tiên thì không trúng anh ta né được quăng chiếc ghế thứ hai thì anh ta nói đừng có quăng nữa đứa trẻ đứng sau này vẫn tiếp tục quăng thì quăng một cái là trúng đầu cái đứa trẻ wow. con của cô ta ở trong đó luôn tức là ba lần cố ý rồi thưa quý vị lúc đó điên lên rồi chắc không biết gì dạ vâng em nghĩ là bởi vì cho phụ nữ mà không có kiềm chế là cũng cũng dữ lắm từ yeah. có con con mèo trở thành một cái con sư tử rất là dữ luôn đó. giống như cái tin em đưa năm là... tuần trước á đúng, dạ, đúng không đúng đưa, đưa năm trước đó. <laughs> đưa tuần trước ờ kính à, thưa quý vị à, trong cuộc sống của chúng ta thì cái, cái đời sống vợ chồng nó đôi, đôi lúc thì cái chuyện mà À, hụt hạt này nọ cái lồng cái lạo hay là đánh lộn cái lạo thì nó có ở hoa kỳ thì không có đánh thì mệt đó nhưng mà nước khác thì có nhưng mà cái lộn thì ai là không cái lộn đúng không chị dĩ nhiên rồi à, à. đúng rồi nhưng mà cái vấn đề mà để mà chúng ta để mà chia tay hay là chúng ta gì đó về một cái vấn đề ở trong gia đình thì hơi khó nhưng mà lê thái sẽ đưa đến quý vị một cái thông tin vô cùng thú vị trong cái phần tiếp theo của cà phê sáng quý vị giữ màn hình lê thái và như Huyền sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại của đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy to chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 1 -8 -319 princesslife com Học khu Huntington Beach Union High School District free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng của tuần cùng với lại Như Huy và Lê Thái. À, kính thưa quý vị, trong phần trước, trước phần quảng cáo thì Lê Thái có nói sơ với quý vị về, về cái bản tin mà Lê Thái sắp nói. À, cái đời sống vợ chồng thì À, vấn đề mà cãi lộn cãi lạo này nọ thì nó vẫn hay diễn ra nhưng mà để mà chúng ta mà vì những cái vấn đề đó mà chúng ta ngoại tình hay là chúng ta để mà à, lấy một cái người khác để chúng ta lắp lép cái nỗi buồn và làm cái viện cớ để mà chúng ta ngoại tình và chúng ta quen người khác thì nó vô cùng gọi là sao đó nó nó hơi bị quá đáng đúng không chị không có cao thượng nó không có cao thượng mà kiểu mà giống như là trong vợ chồng thì có chuyện mà tha thứ gây lộn với nhau thì chúng ta tha thứ là có chuyện rất là dễ dàng để ừ. mà chúng ta tha thứ yeah. mà chúng ta lấy cái cớ đó ra để mà chúng ta quen một cái người đàn ông khác quen một người phụ nữ khác thì đó là một cái hành động gọi là chúng đúng là một hành động sai trái yeah. ngày hôm nay thì có một một cái số cái trường hợp mà nó cao tay hơn như vậy à, có một cái người đàn ông thưa quý vị à, vợ của anh ta đi theo một cái người đàn ông khác vợ của anh ta đi theo một cái người đàn ông khác và cái người đàn ông này không biết cách nào hết không biết cách nào để kêu vợ mình về anh không biết cách nào thành ra là anh đành anh phải quen lại vợ của cái người anh đi quen vợ lại vợ cái của người mà đã dẫn vợ mình đi wow So wow. kind of funny right? So funny và yeah. cái này đây là những cái thông tin chỉ có ở Ấn độ và trong cà phê sáng thôi thưa quý vị thưa quý vị sau khi mà bạn đời bỏ nhà theo trai thì một cái người đàn ông ở Ấn Độ đã quyết phục thù bằng cách là anh lấy luôn cái bà xã của kẻ đã cướp mất vợ mình là anh là tên là Nirai Kumarsai và Ruby Devi hai cái người này đều sống tại quận Kagaria ở bang Bihar của Ấn Độ họ kết hôn từ năm 2009 thưa quý vị và có đến nhau bốn người con trong đó có hai trai và hai gái thì trong quá khứ là Nira từng phát hiện vợ mình ngoại tình với người cái đàn ông với một người đàn ông tên là Mukesh Kumar bất chấp mọi cái nỗ lực hàng gắn của Nirachi thưa quý vị thì cái cô Ruby này không chịu cắt đứt quan hệ với cái người tình và trong năm ngoái thì cô cô này đã bỏ chạy cùng cái anh Mukesh này và sau đó thì kết hôn với anh ta ở một cái quận khác của Ấn Độ và dù Nirai đã nhờ đến cả người lớn tuổi trong làng tổ chức những cái buổi gọi là cái ba chen giác đây là một cái tên gọi của một cái buổi họp đặc biệt để mà tìm cái cách giải quyết cái vấn đề gia đình của mình nhưng cô Ruby này và anh Muket đó vẫn quyết không quay đầu và hai người vẫn sống chung với nhau kể từ sau đó thì họ bỏ đi biệt tâm và không ai rõ tung tích cả Tuy nhiên thì chuyện này nó chưa kết thúc thưa quý vị. À, với những cái người đã có vợ và chạy trốn cùng tình nhân đó thì họ thường lựa chọn tiếp tục một cái cuộc sống riêng hoặc là chờ bạn đời quay trở lại. Xong trong trường hợp này thì anh đi này lại chọn một cái phương án rất là tối ưu thưa quý vị. Đây là một cái phương án có giống như là mày lấy vợ tao thì tao lấy vợ mày. Trả thù lại. Dạ Và vợ của Mukes của tình cờ cũng có tên là Ruby thưa quý vị. Cái vợ của cái người đàn ông đi theo vợ của anh này đó cũng tên là Ruby luôn, trùng <laughs> tên với vợ của mình và họ còn có với nhau cũng hai đứa con. Và sau khi thấy vợ của mình không có ý định quay về với gia đình thì anh ra này đã hỏi cưới cô Ruby. Cái cô Ruby này là vợ của các anh Mukesh đã đi theo vợ của mình. Ừ. Đó, thành ra là theo tờ Indian uh, Dien, uh Today thì Ri, uh, Nirai và Ruby đã quen nhau qua điện thoại và họ gọi với nhau sau khi mà chuyện vợ chồng của họ uh, gọi nhau để chia sẻ tâm sự là chồng của cái cô này bỏ trốn theo vợ của anh ta. Thành ra hai người cứ thỉnh thoảng là buồn, cô gọi với nhau để mà hỏi thăm với nhau. Tại vì uh, chồng của chồng của em đã đi theo vợ của anh rồi. Rồi cái ngày này ngày kia qua thì thành ra là khi mà hay hai, hai, hai người, người, nhau luôn. Hai người gọi tâm sự với nhau hồi nào và à. yêu nhau hồi nào không hay thú vị. Yên và gì hôm, không hay trả thù thôi. Chẳng biết và hôm ngày 18 tháng 2 vừa qua thì họ đã tổ chức hôn lễ và họ hiện nuôi hai đứa con của Bukes trong khi đó thì cặp nhân tình kia cũng đang nuôi ba đứa con trong số 4 đứa con của Nirai, có nghĩa là Nirai đang nuôi một đứa con và nuôi thêm hai đứa con của cái người tình địch của mình, con của tình địch của mình. Và cô con con gái còn lại của Nirai với vợ đầu hiện thì đang ở với anh. Và tuy nhiên thì trước đó Nirai đã nộp đơn kiện Mukesh về tội là bắt cóc vợ bình à vì vậy thì Mukesh đang bị buộc tội là thuộc diện bị truy nã và vẫn phải cùng Ruby trốn cảnh sát. À, chuyện tình Tây Tư này đang trở thành một cái vấn đề mà bàn tán sôi nổi ở cái ngôi làng nơi anh này sinh sống. Không những vậy thì nó còn được chia sẻ rất là rầm rộ trên mạng xã hội và thu hút hàng nghìn lượt lượt quan tâm. Là một trong những cái người dùng Twitter thưa quý vị, người ta nói rằng là người ta nói đùa thôi. Tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng đây là một cái chuyện có thật ngoài đời. Và các con của họ chắc là hoang mang lắm đây. Có nghĩa là con thì bây giờ là cha mẹ nó bị rối tung rồi. <laughs> nó không đâu vô đâu hết. À, theo chị thì đây là một cái phương án tối ưu hay là một cái phương án gọi là uh, tối tối tâm khó cái, những cái chuyện này rất là khó phân tích và cũng khó xảy ra được. Như vâng. nhưng khó mà theo em nghĩ thì đây vậy. là một người đàn ông rất là đáng thương và ừ. cái cô gái ở trên ở mà đi theo cái người đàn ông này cũng rất là đáng thương cái, chỉ có cái lỗi là lỗi của người vợ và các anh Mukesh kia thôi. Còn cái anh Murai này thưa quý vị thì cái anh rai này vô cùng vô cùng đáng thương và cũng gọi điện thoại tâm sự chia sẻ với cái người vợ của tình <laughs> địch của mình. Rồi hai người yêu nhau hồi nào ông hay thì coi như là rổ rá gặp nhau thì sắp lại thôi. Bên kia rổ rá gặp nhau sắp lại, bên đây rổ rá gặp nhau sắp lại. Thì uh, cái trái tim mà mình muốn, muốn yêu ai thì mình yêu chịu thôi, chịu thôi biết chịu nhưng thôi. mà vô chăng mới biết chăng có rận thưa quý vị ơi, chứ đọc cái câu chuyện không bên ngoài cũng rất là khó biết dạ đúng vô không vô chăng mới biết chăng có rận có rịp <laughs> đúng thế thưa quý vị dạ. cảm ơn lê thái vừa bản tin rất là vui thưa quý vị vào năm ngoái như cũng có đưa một cái bản tin đó là vào năm 2021, một bé gái 10 tuổi ở texas khi mà tắm bơi thì bị cái con amip ăn não ở cái chất nước cái con virus ở trong nước Ờ, trong cái hồ bơi đã ăn vô trong mũi thì nó đi lên trên não và đã chết vì cái vấn đề đó thì vừa rồi như được cái câu chuyện này ra để quý vị nhớ cẩn thận là sắp tới mùa hè rồi khi đi bơi hoặc đi vô những cái dùng, những cái dòng nước hoặc là đi tắm đi bơi đừng có để nước vô trong mũi uống vô thì không sao nhưng vô mũi thì có những cái con virus thì vừa rồi vừa rồi một người đàn ông Florida đã chết vì amip ăn não. Các à, quan chức y tế của Florida cảnh cáo người dân ở quận Charlotte nên thận trọng khi bôi lội rửa mặt, tránh sử dụng nước máy không được khử trùng hoặc là lấy cái nước đó rưới vô trong mũi của mình à, mà không có qua diệt trùng hay gì hết thì dễ bị cái con amip ăn não này. Họ yêu cầu người dân dân tránh để nước vào mũi. Nhưng mà khi uống thì không sao hết. Theo bộ y tế của Florida nói như vậy. Và thì cái con virus này gọi là uh, Nigeria flori đó là một cái loại amip ăn não duy nhất có thể gây bệnh hoặc là thậm chí tử vong. Một phụ nữ 69 tuổi ở Seattle đã chết sau khi mà sử dụng cái nước và để vô trong mũi của mình và nó có ba loại amip là cái loại amip thứ ba đó là Ansemethoba cũng có thể lây nhiễm sang người và thông thường Negra flori xuất hiện ở những cái khí hậu ấm nơi các sinh vật phát triển các ca nhiễm khi nhận xảy ra ở 15 tiểu bang đó là Texas, Florida, Minnesota và amip chỉ sống ở vùng nước ngọt như hồ, sông, nước lợ. Nhìn chung nhiễm trùng nó đạt rất là cao và những cái khí hậu mà ấm ẩm thì nó dễ có những cái loại cái con amip này nhất là vào mùa hè ở Minnesota hoặc là Wisconsin thì quý vị nhớ cẩn thận khi mà sử dụng nước đừng có rảy cái nước vô trong mũi của mình. Dạ vâng, um, thưa, thưa quý vị ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị một thông tin chắc chắn là quý vị cũng sẽ rất là ngạc nhiên và em nghĩ rằng cũng lần đầu tiên quý vị biết giống như Lê Thái vậy. Chị có nghĩ là con rùa là con sống lâu nhất thế giới không? Nó sống lâu, đa số là mình coi qua những cái bản tin thì mình thấy nó sống nhất là lâu rồi nhưng mà chắc lâu nhất thế giới thì chưa chắc đâu hả? Dạ vâng. À, Ngay ngày lưu thấy đưa đến quý vị một cái con vật vô cùng quen thuộc trong uh, uh, trong những cái bộ ẩm thực của chúng ta. <laughs> Lại ăn nữa. <laughs> Lại ăn nữa. Uh, con ngao thưa quý vị. Quý vị có bao giờ ngờ con ngao nó sống đến 500 tuổi không? Wow. Con ngao thưa quý vị, cái tuổi thọ trung bình của một con ngao sống đến 500 tuổi, từ 450 tuổi cho đến 500 tuổi. Đây là một cái thông tin mà vô, vô, Lê Thái vô cùng bất ngờ. Em chỉ nghĩ là nó cái tuổi thọ nó chỉ đừng 6 tháng thôi đối chỉ lý do tại sao tôi tuổi thọ tại đó ăn á, tại vì lê thái ăn nhiều quá thì tại vì khi chưa nó tới vừa... 6 tháng nữa thưa quý vị khi mà nó vừa lớn lên cỡ rồi 6 tháng khi mà cái thịt mới búp, búp 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 chút xíu là mình đã đưa vô mình hấp với lại hấp xả rồi hấp thái rồi hả ừ, còn rồi, non là đã ừ, ăn con người ta mất tiêu rồi tội Đờ, nghiệp nghêu hấp thái rồi ngao hấp thái rồi ha, luộc rồi chấm muối tiêu chanh nó ngon, ngon ngon ngày hôm nay thì thưa, thưa quý vị một cái con ngao gọi là con ngao hoa hót ở đại dương nặng gần một ký hai thưa quý vị ở trên màn ảnh thì quý vị thấy cái con ngao này đã được tìm thấy ở florida và may cái bắn cho cái con ngao này thưa quý vị là nó đã không bị vào cái nồi súp nhờ nó đã 214 năm, tức là 214 tuổi. Mới đây thì anh Blaine Barker ở Florida, Mỹ đã tìm thấy một cái con ngao khổng lồ ở Alligator Point ở Florida. Và anh nói rằng là anh định ăn nó và trên mặt ảnh thì lại thấy cho quý vị xem hình ảnh của anh này. Anh nói là anh định ăn nó nhưng sau đó thì anh nhận ra là cái con ngao này nó khá đặc biệt bởi vì nó quá bự đi. Thành ra anh không có giết nó, anh không đỡ giết nó và anh đã mang con ngao này đến phòng thí nghiệm mẫu vật biển vùng vịnh ở panasia ở florida và anh cũng là một cái nhà sưu tập mẫu vật cho cái phòng thí nghiệm này mô tả kích thước cơ thể của nó thì anh nói rằng là một cái con ngao này đó có thể là chế biến được hai phần súp cho hai người ăn và ăn rất là no và sau khi mà thực hiện các kiểm tra thì trong phòng thí nghiệm người ta phát hiện đây là một cái loại ngao gọi là ngao qua đại dương hay có tên khoa học là ocean qua hót. Đây là một cái loài ngao nước mặn có thể ăn được và hơn đến 214 tuổi. Và điều đó là con ngao này đã đặt sinh khoảng từ năm 1809 cùng năm với lại tổng thống Abraham Lincoln thưa quý vị. Rất là đặc biệt ha. Và đây là một cái con ngao nặng trung bình là một cái con ngao có thể trống sống 200 năm thì nặng trung bình là khoảng từ là 227 gram cho đến 32 kg và sinh sản được 6 tuổi thường bị đánh bắt trong à, khi mà nó được 20 tuổi thưa quý vị. Và hiện nay thì anh đã giao cái con ngao này cho cho những cái người trong phòng thí nghiệm để người ta nghiên cứu. Và đây không phải là một cái con ngao tìm thấy duy nhất mà nó nó có niên đại cao như vậy. Trong năm 2006 thưa quý vị thì có một cái con ngao có cái số tuổi là 507 tuổi đã được tìm thấy ở Trung Quốc. Xong có thời gian dài mà người ta xém đưa nó vào trong cái nồi súp hiền oh, kìa con ngao này nó hên ghê nó không gặp lê thái <laughs> gặp lê thái gặp lê thái nó không có anh sống được tới mức tại đâu. sao tại sao chị lại chị lại chơi em ở trên ở trên sóng truyền hình như thế này à, ngao ngon mà nhưng mà thật sự nếu mà thật sự chị nó đúng đi nhưng mà vào tay lê thái rồi sông, con ngao này nó sẽ không vòng, đời khí luôn còn thí nghiệm được con ngao này không thể nào vào phòng thí nghiệm được nó sẽ là trên mà nhậu thôi dạ <laughs> vâng và kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần ba cà phê sáng của tuần nhiên và lê thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại bảo trợ chờ đài Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714876100 và 7144877889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Như Huyền và Lê Thái và đây là bản tin cuối cùng của cà phê sáng phần 4 thưa quý vị. Ở mỗi nước nó đều có một cái văn hóa, một cái tập tục rất là kỳ lạ và khác nhau. Thì ngày hôm nay Như sẽ đưa đến cho quý vị một cái tập tục của nước ấy đó là trận chiến ẩm thực lớn nhất trong năm của nước ấy. Nhưng mà cái thành phố này nó nằm cách xa Milan chỉ có hai chục phút mà thôi. Thì ngày hôm nay có những cái bức ảnh rất là vui thưa quý vị mà rất là lạ kỳ. Thì cái trận chiến ẩm thực này gì họ quăng à, cam vô trong những cái người xung quanh thì cái cái truyền thuyết của nó như thế nào thì ngày hôm đó những người dân ở đó lấy được rất là nhiều vitamin C từ trái từ trái cam trong hàng trăm năm thành phố Iberia miền bắc của nước ấy cách Milan khoảng 20 phút về phía tây đã tổ chức một sự kiện kéo dài hàng năm 3 ngày được gọi là lễ hội Iberia Điểm thu hút chính của nó là trận chiến cam đã trở thành một trong những cuộc chiến ẩm thật lớn nhất thế giới Quý vị thấy ở Những người này họ mặc như là người da đỏ vậy đó Rất là hay không? Mặc dù có nhiều ghi chép khác nhau về câu chuyện, cái nguồn gốc của nó Nghi lễ này được gọi trở lại sự sụp đổ của những người cai trị áp bức, người đã kiểm soát thành phố trong thời Trung Cổ. Theo truyền thuyết được cho đây là một nhà lãnh đạo bị coi thường khi bị lật đổ. Người dân địa phương đã ném đá vào lâu đài của anh ta và dẫn đến sự phá hủy của lâu đài đó. Và trong nhiều năm, sự kiện này đã được kỷ niệm ở Iberia và kể từ năm 1800, cam tượng trưng cho những viên đá ném trong quá trình này. Thì đây là cái lễ hội lớn như vậy thưa quý vị. Đối với một trận chiến, các nhóm được tổ chức bằng cách mặc nhiều màu sắc đồng phục có tên đội bao gồm đội Pichy và đội Monty. Các nhóm ngồi trên xe ngựa kéo đi qua thị trấn đóng vai trò là quân đội của bạo chúa. Và hay những người mà ném trái cam vào đang đi bộ là những người ném vào trong xe đẩy biểu thị của sự giải phóng khỏi người cam cai trị của họ chủ yếu từ Calabria và Sicily để trở thành một cái phân bón tự nhiên những cái cam này sau đó nó trở thành một cái phân bón tự nhiên và họ nói rằng đối với chúng tôi đó là niềm đam mê được qua nhiều thái hệ thế hệ trong đó cái lễ hội này quan trọng hơn là lễ giáng sinh nữa thưa quý vị và trận chiến cam đã không xảy ra vào năm 2020 tự vì là covid và lần duy nhất cái sự kiện này bị hủy bỏ đó là thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ hai còn ngoài ra năm nào họ cũng tổ chức sau này và năm năm vừa rồi, năm này thì trận chiến này đã được uh, tổ chức lại và ngày đầu tiên của trận chiến cam năm nay đã có 19.800 vé được bán ra và tổng cộng là 30.000 người tham gia. Đây là một kỷ lục cho một cái cuộc tụ họp và ban tổ chức của sự kiện đã chia ra 9 đội bộ, 9 đội đi bộ, 47 toa xe và có 10.000 những chiếc xe ngựa khác nhau. Thì đây là những cái bất ảnh của cái lễ hội này quý vị thấy lớn vậy sợ nó rất là lớn và cam đầy đường luôn thưa quý vị. Cái cam này thiệt là phí ha. Phí quá, bên Hoa Kỳ chúng luôn. ta phải đi mua từng bọc, từng bọc mười mấy, hai chục đồng là mua, là mua ở farm á nha. Yes. Mua farm lại mua mười mấy, uh -huh. hai, hai chục đồng một bọc á, còn chúng ta mua ở trong, thí dụ ở trong chợ này nọ chợ Ủa chợ Mỹ à. này nọ một đồng mấy một pound rất là mát chứ không ừ. phải rẻ đâu mà cam mà chúng ta mua đâu phải một trái hai trái đâu mua lần là mười, ừ. mười mấy hai chục pound đúng đó. đúng rồi mà cam đâu có rẻ đâu thưa quý vị mà ở đây mà để mà dùng những trái cam này mà quăng mà để thiết một cái lễ hội quay này nó thành bùng ở dưới luôn này quý vị nhưng Thái mà vui mà đâu. tại vì em nghĩ là cái xứ sở này người ta trồng cam rất là nhiều Chắc phải ra. À, ở trồng cam rất là nhiều à, em phải có một cho cái này có một điều là em thấy là chúng ta đang ở quần cam à, hay chúng ta hay gọi là Orange County ừ. thì em 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 cũng mừng tượng lâu lâu em cũng định là em sẽ đưa một cái bản tin về cái quần Orange County của mình là lý do tại sao cái nguồn gốc của nó là cái tên ừ. Orange County yeah. thì uh, em cái tên là cái tên là về cái trái cam mà em thấy cam bán mắt quá em không có em không có đồng ý đúng cam không cam nên bán rẻ giống vậy nữa hơn à, em quăng chị ấy. phải quăng vậy chứ thí dụ cái mình là quận Orange County là mình cái quận này quận trái cam hay là gọi là quận cam là cái khu phước lộc thọ của mình thì đáng lẽ cam là phải bán rẻ cam bắn mắt quá mua cam đây cũng bắt mà thấy cam một đống cam như vậy ở trên mặt ảnh của vậy Thái. Tiếng. Em nghĩ là cái người dân ở đây người ta sẽ không bị thiếu vitamin C đúng không hả, chị ha? Không tính là tính dân. Thế, dạ. Tại vì khi mà người ta đạp để nó thấm dưới trong da là cũng là đã đầy đủ rồi. Thông tin người ta mình. nói là ngày đó là ngày không thiếu thể nào thiếu vitamin C được. Thưa quý vị. <laughs> dạ vâng, Rất là hay thưa quý vị là một thông tin vô cùng thú vị. À, cái thưa quý vị việc làm mất chóp là một trong những cái cái nỗi lo âu của rất là nhiều người. Trong đó có cả như Huyền và Lê Thái. Chị sợ mất chóp không? Sợ chứ. Sợ ha. Ở đây mình sống mình dựa vào cái tiền đó để mình trả tiền payment, tiền dạ, bill, mình... tiền everything Mà mình mất job á, đúng, đúng là mình có dự trữ Nhưng mà nó cũng không có dự trữ trong vòng 6 tháng thôi Chứ dạ, không mình... có thể quá lâu được phải không quý vị Trừ khi nào mình là tỷ phú hoặc là những cái business này là tiền mình quá nhiều thôi Nhưng mà cái job nó rất quan trọng, mà không nhận là tiền nữa Insurance Tiền, là nè. insurance, rất là nhiều cái mà chúng ta phải lo trong nếu mà chúng ta bị mất job Thậm yes. ra ở bên Hoa Kỳ chúng ta mà khi mà chúng ta bị mất một cái job nào đó Thì chúng ta ngay lập tức chúng ta nhận cái tiền EDD trong vòng vài tháng thôi nó đâu có ít trả đó, hết đâu rất là có ít thưa quý vị thành là trong cái thời gian đó là nó chỉ là nhà nước cover cho chúng ta để chúng ta một có thể thôi. tìm một cái job nào đó khác ừ. để mà chúng ta có thể à, bảo đảm được cuộc sống của chúng ta vợ con công việc insurance trả ừ. tiền tất cả một cái bill điện bill nước bill gas bill xe bill nhà tất cả một cái ừ. à, ngày hôm nay thì lê thái đưa đến quý vị một cái thông tin là chúng ta nên làm gì khi chúng ta bị mất job thưa quý vị đây là một thông tin thông tin mà lê thái nghĩ là cũng rất là Trân thú vị dạ. dạ vâng kính à, thưa quý vị cái nguy cơ mà mất việc làm không loại trừ một ai. <laughs> nên mà chúng ta thay vì chúng ta ngồi đợi trong lo sợ, chúng ta lo âu thì các chuyên gia người ta khuyên rằng là mỗi lao động nên chủ động kích hoạt cái việc mà sẵn sàng đối phó với vấn đề mất job. Và chúng cái đầu tiên là chúng ta nên lập một cái quỹ gọi là cái quỹ tiết kiệm thưa quý vị. Cái quỹ tiết kiệm này là đừng để lúc chúng ta bị sa thải chúng ta mới có một cái quỹ này. Mỗi người nên có một cái quỹ dự phòng khẩn cấp ngay khi mà chúng ta ta có linh cảm là không ổn về cái công việc. Và tất nhiên nó có thể được tích lũy số tiền đủ chi phí cho toàn bộ thời gian chúng ta không có việc, nhưng ít nhất là khoản tiết kiệm này giúp đỡ chúng ta đỡ căng thẳng hơn nhiều, đỡ lo âu hơn nhiều trong lúc mà chúng ta bị mất job. Và khi mà lên kế hoạch tiết kiệm dự phòng thì Jesse Mecham, đây là một cái nhà sáng lập ứng dụng quản lý chi tiêu YNAB của Hoa Kỳ, khuyên rằng là chúng ta nên đặt câu hỏi là mình phải làm gì với cái số tiền tiết kiệm này? và có thể đây là một cái khoản tiền tiết kiệm mà trước đây chúng ta dùng để đi nước ngoài nhưng đây là một cái số tiền hiện tại để mà chúng ta có thể chi tiêu cho ít nhất là 6 tháng hoặc là chúng ta đang phải trả nợ thì chúng ta nên giảm cái mức tối thiểu của cái khoản nợ đó xuống bằng cách là chúng ta sử dụng cái số tiền tiết kiệm này. Cái tiếp theo chúng ta phải là cập nhật cái hồ sơ xin việc hay chúng ta gọi là CV xin việc thưa quý vị. Đây là một cái hồ sơ cá nhân chúng ta được khuyến cáo trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nào thì chúng ta phải lúc nào chúng ta cũng phải điều chỉnh và cập nhật cái hồ sơ xin việc này để nó nó phù hợp với nhiều yeah. cái công việc và cái vị trí khác nhau để mà chúng ta có thể chúng ta apply vào chúng ta làm à, theo ông Scott Dobrowski đây là một cái chuyên gia việc làm của Indeed của Mỹ đã khuyên rằng là nếu cần thì chúng ta phải để trống một số đoạn để điền những cái từ khóa quan trọng phù hợp với những cái công việc mà chúng ta sắp được ứng tuyển và phải xem lại cái kỹ năng và chuyên môn của mình để chúng ta có có chuyện có đủ cái chuyên môn kỹ năng để chúng ta apply vào các công việc mới hay không nếu như dự định tìm việc trong cái lĩnh vực cũ thì cũng phải củng cố lại cái kỹ năng hoặc là tìm sang lĩnh vực mới thì cái việc này nó càng cần thiết hơn cái tiếp theo đó là chúng ta phải kích hoạt cái mạng lưới quan hệ hay là chúng ta gọi là chúng ta phải có những người trong ngành chia sẻ để mà giúp đỡ chúng ta về những cái công việc mình đang hoặc là sẽ tìm trong tương lai tiếp theo là nâng cấp bản thân học một cái kỹ năng mới, học cái một cái khóa mới để chúng ta có thêm một cái kế hoạch mới, thêm một cái kiến thức mới để có thể chúng ta dễ dàng xin việc hơn. Giữ sức khỏe tinh thần, nhiều người người ta vẫn bị cú sốc khi mà bị mất việc nhưng mà chúng ta phải có một cái tinh thần tỉnh táo để tìm ra những cái cơ hội, tìm được cái giải pháp để chúng ta có một cái việc làm mới và duy trì thói quen là một cái thói quen của chúng ta là thói quen lười thì chúng ta phải bỏ cái thói quen đó và chúng ta phải có mình cái thói quen vui hơn, tươi hơn và xiên hơn nếu như chúng ta đang có cái sở hữu của thói quen đó và kiểm tra lại các cái phúc lợi như như là chúng ta đã nộp hồ sơ EDD chưa, rồi chúng ta đã có nhận được tiền phụ cấp thôi việc chưa, bảo hiểm y tế của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào và nhiều người thất vọng vì việc sa thải nên cái quyền lợi chính đáng này chúng ta phải nên để ý cái cuối cùng đó là chúng ta phải xem xét một cái công việc tạm thời đó là một trong những cái job mà chúng ta gọi là cái check job, second job để mà chúng ta có thể hờ tuy là chúng ta chưa tìm được một cái job mà chúng ta ưng ý, chúng ta muốn nhưng mà chúng ta cứ apply vào một cái job mà chúng ta không thích đi chẳng hạn để chúng ta có được một cái số tiền trong cái thời gian đó để chúng ta lo trang trải cuộc sống, còn hơn là chúng ta phải ngồi đợi tìm một cái công việc mà chúng ta yêu thích để mà chúng ta làm thì chúng ta phải kéo dài cái thời gian ra, chưa chắc tìm được việc Đúng Dễ rồi. Đúng yeah, không chị như Huyền? Yeah. Đó Huyền đó lấy là những cái lời vừa rồi rất là hữu ích và rất là đúng thưa quý vị và nhất là phải saving at least survive ừ. trong vòng 6 dạ, tháng. Vâng. Tiết kiệm ít yeah. nhất là trong vòng 6 tháng. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình cà phê sáng cuối tuần ngày thứ bảy ngày hôm nay. Một lần nữa thì Như Huyền và Lê Thái cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ. Như Huyền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai.